Lần đầu tiên đi gặp người yêu cùng anh xe ôm đầy sóng gió. Hôm nay là lần đầu tiên mình gặp người yêu ngoài đời. Để gây ấn tượng nên mình quyết định mặc một tông màu thật tươi sáng, với áo màu xanh rêu, quần màu xám, thêm cái áo khoác màu đen. Mọi chuyện rất là ổn cho đến khi gặp anh xe ôm này. Sóng gió bắt đầu từ đây. Lúc mới lên xe, anh xe ôm hỏi mình đi đâu, thì mình bảo là mình đi gặp bạn gái. Anh ấy bảo sao nhìn em xấu xấu thế mà cũng có bạn gái luôn à. 10 điểm cho sự dễ thương này. Tới khúc này, mình chỉ đường bảo anh ấy quẹo phải, thì anh ấy bảo là tao là tài xế hay mày là tài xế, tao thích đi thẳng đấy. Wow, oh my god, thôi thì mình cũng chả dám cãi. Đi một hồi thì anh ấy bảo xe hết xăng, nên ghé vào trạm xăng mua một bịch nước mía uống cho nó mát. Sau khi đổ xăng xong thì anh tài xế lại đi tiếp, chứ không lẽ ngủ luôn ở trạm xăng. Đang đi qua đoạn cây cầu thì tự nhiên anh Grab tăng tốc độ lên và hỏi, có khi nào em thấy cuộc sống này chán không? Thôi, em xin anh, nhà em còn mẹ già con thơ, em xin anh, rồi đi từ thôi. Sau nhiều lần toát mồ hôi hột với anh tài xế thì cuối cùng đã đến nơi. Là một người đúng giờ giấc, nên khi người yêu hẹn gặp lúc 10 giờ thì mình đã có mặt ngay từ lúc 11 giờ. À, nãy giờ mọi người vẫn đang tò mò người yêu của mình đâu đúng không? Tèn tèn, cô ấy đây. Rất hân hạnh được gặp một nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam, Thu Mê. Nói chung thì cô ấy ở ngoài ăn mặc rất là giản dị luôn. Ơ, nhưng mà khoan, cái cục gì nó to to thế nhỉ?